Vâng, chào các bác nhé. Ở hôm nay thì em về tiếp được những đôi loa full các bác này. Đấy, có 3 cặp Ramsa ha, hàng Nhật về. Và một cặp Yamaha. Đấy, cặp này vẫn là Bass 30 ha, giống như những cặp Ramsa này. Bass 30 và một chép kèn ha, made in USA các bác. Đấy, một cặp Yamaha. Đấy, Ramsa thì em có model A200 này và A500 ha. Đấy, dòng A500 này thì nó đánh lực hơn ha, tiếng bass nó nghe lực hơn các bác. Đấy, rồi đầu tiên là cặp Ramsa A200 trước ha. Cặp này là cặp đẹp này, còn cặp này là cặp xước ha. Cặp xước này, cặp này em sẽ bán mềm lại ha. Rồi, đầu tiên là cặp đẹp trước này các bác này. Đấy, thùng bắt nó còn cực kỳ mới ha. Đấy, và cái đời này thì nó không có chữ Ramsa phía trước ha. Cái đời kia thì có này. Đấy. Đời này nó không có chữ Ramsa ha. Đấy, cặp đầu tiên. Đấy, siêu đẹp luôn các bác. Đấy, và e-căng này. Đấy, tất cả e-căng là còn đẹp hết ha. Đấy, zin hết các bác này. Đấy. Rồi, và em sẽ mở nốt cái e-căng thứ hai ra. Đây, e-căng thứ hai đây các bác này. Đấy, còn đẹp hết ha. Rồi, và đây là bên trong của những cái tuyến loa đây. Đấy. Bass 30 ha, gân vải tẩm dầu, hai lỗ thông hơi phía trên này, một chép kèn này các bác này. Đấy, Bass 30 ha. Một chép kèn đây. Đấy, những dòng Ramsa này các bác cho gia đình rất là tuyệt vời ha. Đấy. Tiếng nó rất là sáng các bác. Đấy. Đấy, cái cặp này thì nó có chữ Ramsa ha. Đây, chữ Ramsa phía trước này. Đấy, giá thì vừa phải các bác, những cặp Ramsa này ha, giá nó tốt nhưng mà các bác chơi được Bass 30 nó khỏe ha và tiếng nó to rõ. Đấy, vẫn là Bass 30 này các bác này, những cái tuyến loa nó còn đẹp lắm. Đấy. Cặp này thì thùng nó hơi chảy xước thôi nhưng mà những cái tuyến loa còn rất là mới ha. Đây, nó chảy xước như vậy các bác này, hàng bãi Nhật về ha. Cho nên là cũng có một ít xước xát. Đấy. Đấy, như vậy cũng còn đẹp các bác, nó chỉ xước như vậy thôi ha. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi và qua cặp A500 thì một cái logo Ramsa màu đỏ ở đây ha. Đây, e-căng này, còn đẹp lắm này các bác. Rồi, và đây là cái e-căng thứ hai đây. Đấy, logo đầy đủ ha. Nó có dính cái gì đen đen ngay đây các bác. Đấy. Rồi, và các bác cùng xem tổng thể đôi loa A500 đây. Một chép kèn ha, hai lỗ thông hơi. Thiết kế cũng tự tự nhau các bác. Bass 30 ha. Bass 30, đấy, gần vải tẩm dầu hết ha. À, những cái tuyến loa này các bác cùng xem này, cực kỳ mới luôn. Tại chỗ này em vừa lau nước ha, cho nên là nó hơi nó chưa có khô hết ha. Đấy, em lau cái khăn ẩm á. Đây, cặp A500 đây. Đấy, A500 nó cũng có xước ha các bác ha, nhưng mà nó xước nhẹ nhẹ thôi. Đấy, xước nhẹ thôi ha. Đấy, hàng bãi Nhật về cho nên là những cái vết xước này không có tránh khỏi các bác. Đấy, nhiều cặp không có tránh khỏi được ha. Đấy, như cái này nè, nó cũng có xước này. Đấy. Đấy, cặp này thì đẹp ha, được cặp này đẹp xuất sắc này các bác. Đấy, bên hông ha. Rồi và tiếp theo là phía sau đây, phía sau của cặp số 1 này, cặp đẹp này. Đấy, thương hiệu Ramsa phía sau. Đấy, cặp này đẹp các bác ha. Đấy. Chạm loại dưới này này. Rồi và cái thông số em cũng đọc cho các bác xem đây. Ramsa WSA200. Đấy, 8 ohm ha, công suất 250W một thùng này. Đấy. Rồi và qua tiếp cặp A500 đây. A500 thì còn đẹp này các bác này. Phía sau đây ha, Ramsa. Đây, đây là cái chạm loa. Đấy, 6 ly hoặc là giắc đỏ đen ha. Rồi, cặp này là 8 ohm, công suất 200W ha. Đấy, sao băng. Cặp này đời cao hơn ha, đánh lực hơn mà công suất lại ghi nhỏ hơn các bác này. Đấy. Không phải công suất nhỏ mà đánh yếu đâu các bác ha. Nó đánh còn lực hơn cái cặp 250W này nữa nè. Đấy, bass nó khỏe hơn nhiều ha. Đấy, cái này cũng vậy. Đấy. Ramsa hàng Nhật xịn về ha. Đây là phía sau của cặp xước nhiều này, cặp màu trắng này. Đấy, Ramsa. Đây, ở dưới đây các bác ha. Tem nó dính keo các bác. Tem này hơi chảy ha. Đấy, 250W, 8 ohm. Đấy, những cặp Ramsa này thì các bác chơi rất là hay ha, trong cái tầm giá. Tiếng nó sáng trưng rồi các bác. Hát karaoke tiếng rất là bay ha. Rồi, và lát em sẽ mở cho các bác xem bên trong những cái nội thất ha. Em quay nốt cái cặp Yamaha này và em sẽ mở một lúc luôn. Đây, e-căng còn mới lắm các bác. Cặp Yamaha ha. Logo phía trước này. Rồi, đây nữa này các bác này. E-căng thứ hai đây. Đây, những cái tuyến e-căng là siêu đẹp luôn ha. Logo đầy đủ. Rồi, và tổng thể đôi Yamaha đây. Bass 30 ha.
bát 30 gần vải luôn. Đấy. Dưới đây cũng vậy này, một chép kèn ha. Hai lỗ thông hơi. Đấy, những cặp full là các bác ha. Full thì các bác hát karaoke rất là hay rồi. Nó lì đòn hơn là những cặp loa nằm ha. Đây, phía trên có quai sắt cho các bác sắt đi sắt lại ha. Đấy. Thùng nỉ còn đẹp lắm. Đấy. Những cái nỉ này cực kỳ đẹp các bác. Cặp này về là đẹp ha. Này các bác xem em quay xung quanh này. Đấy, cặp này thì mới rồi. Và tất cả là zin hết ha. Đấy, đẹp zin hết. Ở dưới này các bác này, cái tem này. Rồi, trên đây sáng hơn em quay trên đây ha. Rồi các bác cùng xem đây. Yamaha model là S12E ha. Công suất mát một thùng là 500W này, trở kháng là 8 ohm đây. Made in USA các bác ha. Đấy, sản xuất ở Mỹ ha. USA hàng bãi về, còn mới lắm. Rồi và em sẽ mở nội thất cho các bác xem ha. Bên trong những cái củ loa và cái củ loa chép ha, củ loa bass. Rồi và các bác cùng xem bên trong nội thất ha. Đấy, cái cặp A500 này các bác này. Đấy, A200 thì bốn cái giống nhau ha, cho nên là em mở một cái thôi. Đấy, như nhau các bác. Đây là cái củ bass của A200 ha. Đấy. Củ rất là to các bác này. Đấy, khá là dày ha. Nó giống như cái củ bass của A500 các bác. Đấy, nó thử một ha. Đấy, nó giống nhau các bác. Và phần tầng đây. Phần tầng A500 đây ha. Đấy. Nó cũng tựa tựa với A200 các bác. Đấy. Phần tầng ha. Đấy, khác biệt là cái chép. Đây các bác cùng xem, đây là cái chép của A200. Đấy, sao băng ha. Đây là chép của A500 ha. À, A200 các bác này. Đấy, khá là dày ha. Đấy, to dày, các bác chơi karaoke khỏe ha. Rồi và các bác cùng xem cái A500 nó khác liền các bác. Đấy, rất là khủng ha. Đấy, ram xa đây. Đấy, lên cái A500 này chép nó khủng các bác. Đây, đẹp ha các bác ha. Vàng ống bên trong luôn nè các bác này. Đấy. Đây là của A500. Đấy, nhìn nó gấu hơn các bác ha. Em cũng xin báo giá trước cho các bác hai cặp này luôn. Đấy. Cặp A500 mà nó bị xước như vậy ha. Cặp này là 7,6 triệu các bác ha. 7,6 triệu em bao ship này. Còn cái cặp đẹp ha. Cặp này đẹp và xuất sắc này các bác này. Cặp này là 8,2 triệu ha. 8,2 triệu em bao ship. Còn cái cặp A500 này. A500 này là 8,8 triệu các bác ha. Ramsa A500. 8,8 triệu. Đấy, đánh bạo lực hơn các bác. 8,8 triệu em bao ship ha. Rồi và đây là nội thất của cặp Yamaha đây. Đấy, một cái củ từ đây ha. Cũng khá là lớn các bác à. Mà không bằng Ramsa ha. Nhỏ hơn Ramsa. Và cái củ chép nó cũng nhỏ hơn này các bác. Đấy, Yamaha ha. 8 ohm. Đấy, củ chép nó làm hơi nhỏ ha. Đấy, nhưng mà karaoke tốt các bác. Karaoke hay ha. Tiếng sáng trưng này. Phần tầng bên trong ha. Đấy, bát 30. Giá mềm ha. Thùng còn mới lắm. Đẹp keng luôn. Rồi cặp Yamaha Bass 30 này em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, cặp này là 7,5 triệu các bác ha. 7,5 triệu đồng ha, là em bao ship. Đấy, nó rẻ hơn cái cặp này nữa các bác. Đấy, Yamaha ha, 7,5 triệu em bao ship ha, Bass 30. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi cho em ha. Đây 0981 384842. Và em có xin chào các bác nhé.